Chào mừng quý vị đã đến với Nhà Ma, nơi hội tụ của những câu chuyện ma tâm linh kinh dị. Nếu đây là lần đầu tiên mà bạn ghé thăm thì xin chào, tôi là Duy Thuận, chủ nhân của nơi này. Rất vui lại được gặp lại quý vị vào khung giờ phát sóng quen thuộc 8 giờ tối thứ tư hàng tuần trên kênh YouTube Nhà Ma với những tập truyện ma dài và thú vị. Tập truyện ngày hôm nay sẽ kể về cuộc đời của Lão Mùi đối xử rất tốt với người ăn kẻ ở. Vậy mà cuối đời lại chết dưới tay thuộc hạ của mình. Những nhân vật nào đã xuất hiện trong cuộc sống của lão? Chuyện gì đã xảy ra? Mời quý vị đón theo dõi ngay sau đây. Lão Mùi năm nay cũng đã ngoài 50, người tầm trung, mập mạp. Lão ta thích mặc những bộ đồ kiểu tàu, để tóc dài bới gọn phía sau. Chỉ cần nhìn sơ qua cái dáng vẻ điệu bộ bên ngoài, cũng có thể đoán ra lão có một cuộc sống rất đầy đủ và thoải mái. Mỗi buổi sáng, Lão Mùi sẽ ngậm tẩu thuốc đi qua đi lại trong cái sân vườn rộng thênh thang, trồng nhiều cây cảnh đầy màu sắc của mình. Lão ta tự hào về bản thân lắm. Từ một đồ tể mà bây giờ trở thành một ông nhà giàu ăn trên ngồi trước, ăn trắng mặt trơn thì đâu phải là chuyện chơi. Cũng không có khó khăn gì trong việc đổi đời, đơn giản là lão đi lấy vợ. Mùi sinh ra trong một gia đình có nghiệp làm đồ tể, từ đời cụ kỵ cho đến đời Mùi. Người ta nói nghiệp chọn người mà, không phải là ai cũng theo cái nghề này được. Để ý thì cũng biết bao đời nhà Mùi sinh rất ít con, nhưng bộ dạng ai trông cũng hầm hố cao lớn. Năm 20 tuổi Mùi lấy vợ. Vợ Mùi là người cùng làng, nết na, chăm chỉ. Mỗi tội thể trạng yếu ớt. Mùi yêu mến cô cũng vì cái dáng vẻ yếu đuối đó. Nhìn thấy cứ muốn che chở bao bọc. Có ông thầy xem tướng nói Mùi mà lấy cô này về thì không bao lâu sẽ quá vợ, vì cô ta có cái tướng mệnh chết yểu. Thêm phần bị Mùi át vía, Mùi thì tuổi dần mà, từ khi sinh ra tới nay chưa từng biết sợ hay tin vào bất cứ cái sự tâm linh nào. Lần này cũng vậy, Mùi nắm tay mẹ lôi về, miệng liên tục cằn nhằn. Thôi đi về, mấy lão thầy bói chỉ nói hoa nói hòe lừa tiền thiên hạ. Còn đã bảo là không đi mà mẹ cứ ép cơ. Vậy là đám cưới diễn ra, Mùi tự định ngày rồi rước vợ về. Nói chung hai bên gia đình cũng dễ tính. Thôi thì hạnh phúc của con cứ để cho chúng nó tự định liệu vậy. Mùi cưng chiều vợ hết mực. Chỉ cần cô ở nhà cơm nước dọn dẹp, việc kiếm tiền thì đã có Mùi lo. Thuận vợ, thuận chồng. Cưới nhau hơn một năm mà gia đình phất lên trông thấy. Tuy chồng có hơi ốm yếu, nhưng vợ Mùi rất đảm đang. Thời gian rảnh rỗi thì cô dành để chăm sóc vườn rau ao cá, đàn gà đàn lợn. Ai cũng khen Mùi khéo chọn, tin chắc là vợ chồng nhà này sẽ mau chóng trở nên giàu có nhờ cần cù lao động. Thời gian trôi qua, khi thấy kinh tế đã bắt đầu ổn định rồi, cả hai quyết định bán bớt đi đàn lợn để vợ Mùi có thời gian nghỉ ngơi. Hai vợ chồng có ý định sẽ sinh con. Thêm một thời gian nữa thì vợ Mùi cấn bầu, Mùi vui lắm, nhảy cẫng lên như là đứa trẻ con vậy. Hai bên gia đình ai cũng vui, ai cũng chúc mừng. Lúc mà bầu gần 8 tháng, vợ Mùi hay thủ thỉ với chồng nè. Anh này, dạo gần đây em cứ thấy thường xuyên mơ thấy có con hổ nó vào nhà bắt em đi đấy. Ôi dào, em bầu bị mệt mỏi nên hay mơ linh tinh đấy. Thôi, nằm im đấy anh bóp chân cho. Ngủ ngon không có mơ mộng gì nữa nhé. Cứ như vậy mà cho tới ngày sinh, hôm ấy Mùi đi ra lò mổ sớm, thấy vợ ngủ ngon nên cũng không có dám đánh động. Hôm trước Mùi đã có dặn dò, nếu thấy gì bất thường thì sang ngay phòng của bố mẹ mà gọi ngay. Vì vẫn còn ở chung nên Mùi cũng yên tâm phần nào. Nhưng khi còn chưa làm xong việc thì mẹ Mùi từ ngoài hớt hải chạy vào, khóc lóc bù lu bù loa. Ôi giời ơi, Mùi ơi, về nhà ngay. Con ơi, vợ mày nó sinh khó, hai mẹ nó con nó chết hết rồi. Mùi loạng choạng suýt ngã, màu màu chạy thục mạng về nhà.
Ngày đó làm gì có chuyện đưa đi bệnh viện mà sinh như bây giờ. Toàn rước bà đỡ về nhà mà đỡ thôi. Lúc Mùi đi được một chút thì vợ anh bị đau bụng. Bà đỡ cũng được rước về kịp thời. Nhưng do đứa bé nó quay ngược chân ra ngoài, mẹ lại không đủ sức nên không thể nào sinh nổi. Hai mẹ con chết mà đứa con còn chưa kịp ra ngoài. Trong một vài giờ ngắn ngủi mà Mùi mất hết cả vợ lẫn con. Cảm giác như đất trời sụp đổ dưới chân mình. Mùi như phát điên cứ đập đầu bôm bốp vào quan tài của vợ. Không ai cầm được nước mắt khi thấy cảnh ấy cả. Hai vợ chồng còn quá trẻ, tương lai còn quá dài, vậy mà phải đành đứt đoạn giữa chừng. Chôn cất vợ xong thì Mùi lao vào nhậu nhẹt chảnh mạng công việc. Gia đình khuyên can cách mấy cũng không xong. Cứ như vậy suốt 3 năm trời, Mùi sống trong cái cảm giác mơ hồ. Lúc say là thấy vợ về vuốt ve an ủi. Vì vậy mà có ai khuyên bảo Mùi cũng không nghe. Anh muốn gặp vợ. Một đêm nọ trong cơn say, anh ngủ còng queo ngoài sân nhà mà không thèm lết vào đến mái hiên. Đang mơ màng thì anh thấy vợ về, tay dắt theo đứa bé, mặt mũi dễ thương lắm. Cô mới nói: "Anh này, em với con phải đi rồi. Anh ở lại sống tốt nhé. Em sẽ phù hộ cho anh gặp được người lý tưởng để có thể sống an nhàn về sau. Nhưng nhớ là phải sống thật tốt đấy nhé." Nói xong thì cô biến mất. Mùi giật mình dậy, cảm thấy lạnh lẽo vô cùng. Phảng phất trong cái không gian dường như có làn khói hương. Mùi nghĩ ngợi nhiều lắm, nhưng mà cuối cùng vẫn không chiến thắng được nổi bản thân. Mùi lại đi nhậu tiếp. Hôm nay Mùi về sớm nhưng mà trời thì cũng đã nhập nhoạng tối rồi. Đang đi lừng khừng trên đường, nhìn về phía gốc cây sung mọc hoang chỗ gần cánh đồng, Mùi thấy có ai đó đang giằng co kịch liệt. Cũng hơi tò mò nên Mùi nhanh chân sải bước tới, phát hiện ra có hai thằng thanh niên đang cố giật lấy cái thứ gì đó trên người một người phụ nữ. Mùi mới nạt: "Chúng mày làm gì đây?" Người phụ nữ thấy có người lại càng giằng mạnh tay hơn. Lúc này đến gần thì mới thấy một thằng bịt miệng giữ tay, còn một thằng đang cố lột trang sức của cô thì phải. Cái thằng mà đang giằng co ấy quay qua trợn mắt nạt lớn cho Mùi sợ: "Cút đi cái thằng mộng nhậu này, mày tin bố mày dân mày ốm đòn không?" Mùi nghe vậy thì lùi ra xa mà đi tiếp mấy bước. Người phụ nữ giãy giụa trong cơn bất lực thì ăn liền một bạt tay. "Cái con đàn bà này, này thì dãy này, này thì dãy này." Bốp một tiếng, đầu nó lánh trọn một cây từ tay của Mùi, choáng váng mà ngã vật xuống đất. Thằng đồng bọn thấy vậy thì xô người phụ nữ ngã xuống đất lao tới đánh Mùi. Mùi vốn to khỏe nên là cũng không có sợ gì cái bọn nhãi nhép này. Chỉ đánh vài cái thì bọn nó đã ôm mặt mà bỏ chạy. Mùi mới bước tới chỗ người phụ nữ lúc này đang run bần bật vì sợ. Anh mới cười nói: "Bọn nó chạy hết rồi, chị đừng sợ nữa. Nhà chị ở đâu tôi đưa chị về. Sau này đừng có đi đường vắng vào lúc trời nhập nhoạng như thế này nữa nhá. Dễ gặp nguy hiểm lắm đấy." "Cảm ơn anh nhiều lắm. Tôi là cháu bác Na ở đầu làng đây thôi. Tôi xuống chơi vì nhà tổ chức đám dỗ ông cụ. Lỡ đi dạo quên giờ về mới ra nông nỗi." Thì ra cháu nhà bà Na giàu nhất cái làng này. Nghe nói họ hàng bà ấy đều ở thành phố. Chắc cái cô này là một trong những người họ hàng của bà đây mà. Hỏi han một chập thì mới biết chị ta tên Thùy, lớn hơn Mùi 4 tuổi, đã ly dị chồng và có một đứa con gái. Đang có ý định về đây xây nhà vì chán cái cảnh thành phố ồn ào. Thùy và gia đình bà Na ra sức cảm ơn Mùi, giữ lại dùng cơm tối, nhưng mà Mùi từ chối rồi đi nhanh về. Thấy người đó tuy vẻ ngoài có hơi lôi thôi, nhưng mà hành động rất là đẹp. Thùy có hỏi thăm về Mùi với bà Na thì được kể nghe câu chuyện gia đình đau lòng đó. Cảm thương cho một người đàn ông có cuộc đời bất hạnh, Thùy muốn làm quen để có thể đồng cảm và sẻ chia buồn vui với nhau. Ban đầu thì hai người chỉ là bạn. Mùi cũng ngại khi mà gia đình Thùy quá giàu mà mình chỉ là một thằng đồ tể quèn, không hơn không kém. Nhưng mà dần dà thì Thùy bắt đầu có cảm tình sâu đậm, quyết tâm chinh phục Mùi.
Không bởi vì gia cảnh hay vẻ bề ngoài gì của Mùi cả. Đơn giản là Thùy thích vậy thôi. Ngày tân gia nhà mới của Thùy ở quê cũng chính là ngày cả hai dọn về sống chung với nhau. Bản tánh của Mùi vốn biết yêu chiều nên càng làm cho Thùy mê mệt hơn. Hai vợ chồng mở một cửa hàng lúa gạo lớn ngoài chợ, cứ vậy mà buôn bán sinh lời. Thùy thì theo chủ nghĩa duy tâm, tin vào quan niệm luật nhân quả. Cứ mỗi tháng là Thùy sẽ trích một ít lúa gạo trong kho đem đi làm từ thiện. Có lẽ vì vậy mà tích được phước, công việc của hai vợ chồng ngày càng thuận lợi hơn. Làm ăn lãi nhiều, Thùy càng làm từ thiện nhiều, tiếng tăm ngày càng lan xa. Chuỗi cửa hàng của hai vợ chồng, cái nào cũng mua may bán đắt. Người ta ái mộ lắm, ao ước được như vậy lắm. Tuy nhiên, góc khuất đằng sau đâu ai biết được. Từ ngày có tiền, quen biết nhiều mối lái làm ăn, Mùi đâm ra ăn chơi theo cái thú vui của người giàu. Mùi chú ý hơn tới chất lượng cuộc sống, chất lượng của cuộc chăn gối để giữ lửa gia đình. Nghe bè bạn nó rỉ tay nhau, rượu ngâm với các loại bào thai của những con thú kết hợp với nhiều loại thảo mộc sẽ cải thiện nhiều cho chuyện đó lắm. Mùi mới chọn rắn để ngâm rượu. Anh ta cho chọn những cái con mà đang mang trứng rồi cho ngâm cả mẹ lẫn con, kết hợp với hải mã, nấm lim rừng, rồi mấy cái loại rễ cây khác nữa. Sau thời gian thử nghiệm thì cảm thấy hiệu quả, Mùi thích thú vô cùng. Từ đó Mùi biết được một thú vui mới. Mỗi khi giết được một con vật nào đó đang mang thai là Mùi cảm thấy thích thú lắm. Dường như cái cội rễ đồ tể vẫn còn ăn sâu bám chặt trong lòng của Mùi. Anh ta không hề tiếc tay khi lấy đi sinh mạng của bất cứ con vật gì. Về phần của Thùy, chị ta thuộc tuyết người mạnh mẽ, tham công tiếc việc và tin tưởng chồng tuyệt đối. Càng ngày khối lượng công việc thì càng nhiều. Thùy giao con cho chị Vũ đưa đón đi học, chăm sóc ngủ nghỉ. Giao công việc tiếp khách cho chồng, còn mình thì quản lý chuỗi cửa hàng và công việc bên bếp ăn từ thiện và mái ấm mới mở. Có khi lo xong công việc, lúc trở về nhà thì hai vợ chồng gặp nhau trao đổi mấy câu rồi mạnh ai nấy ngủ. Dần dà Thùy thì quen dần, còn Mùi thì bức bối khó chịu. Mùi yêu vợ nhưng nhu cầu sinh lý thì phải tìm nơi để giải tỏa. Vậy là sinh ra chuyện bồ bịch bên ngoài. Mùi nuôi một cô bồ nhí mới 19 tuổi, chiều chuộng Mùi hết mực. Mùi thì cũng không có yêu thương gì, chủ yếu là có nơi để xả cho an toàn. Mùi mướn cho cô ta một căn nhà khá là rộng rãi. Mỗi cuối tuần Mùi sẽ tụ họp mấy anh em chí cốt ở đó. Ông nào cũng dắt theo một cô. Nhậu nhẹt, ngủ lại, rồi sáng ra ai về nhà nấy. Mấy cô này thì cũng thuộc dạng ngoan ngoãn, không có tâm cơ gì nên bí mật đó cứ theo thời gian mà giấu kín. Mấy gã đàn ông đó có chung cái thú vui rất là bệnh hoạn, chính là giết sống những con vật đang mang thai rồi đem bào thai đi ngâm rượu, không thì nấu canh. Mấy tay kia thì nhát, chỉ có phụ cầm cho Mùi giết thôi. Chưa có lần nào mà mấy gã dám vượt qua cái nỗi sợ đó cả. Nhưng mà hễ thấy Mùi lôi ra được cái bào thai là cả đám cười lên khoái trá vô cùng. Sợ vợ biết cái thói chơi tàn ác của mình, Mùi chuyển hết mấy cái hũ rượu ngâm từ bên nhà mình qua bên nhà cô bồ nhí. Có lẽ Thủy cũng biết chuyện Mùi có bồ bịch bên ngoài, nhưng cố tình làm ngơ. Mà có một chuyện Mùi không biết. Thật ra khi Thủy quyết tâm lấy Mùi, cũng vì cô đồng mà Thủy theo từ thời con gái phán rằng chỉ cần có nam mệnh tuổi Dần này trong nhà thì cho dù Thủy bán trà đá về hè cũng làm nên thành tựu. Tình cảm với Mùi thì Thủy cũng có đó, nhưng mà đầu óc của Thủy là để làm ăn. Thủy có tiền, muốn trai trẻ khỏe hơn thì khó lắm hay sao? Thôi thì cứ giữ cái mối quan hệ mà tất cả đều có lợi này. Tạm thời Thủy thấy hài lòng lắm. Nhiều năm trôi qua, bây giờ hai người đã là ông Mùi, bà Thùy. Sự nghiệp vững vàng, hai người mở được cả một công ty chuyên phân phối các mặt hàng lúa gạo có cả chi nhánh. Lão Mùi thì cũng đã đổi qua tận cô bồ thứ mấy rồi cũng không biết nữa. Thú vui trên sinh mạng kia của lão cũng theo đó mà ngày một tăng lên. Ngày nọ, bên mấy thằng thợ rừng chuyên bán hàng tươi cho lão Mùi có bắt được một con khỉ đang mang thai. Lông trên người nó màu nâu vàng, còn đầu thì lông trắng muốt.
Cái con khỉ này thì như có linh tính vậy, ngồi trong lồng mà cứ chắp hai tay như này lại lục xin tha. Lão Mùi thấy cái con khỉ này thì ưng lắm, nhất là nhìn xuống cái bụng to tròn của nó, ước tính chắc cũng sắp sinh tới nơi. Lão mời các chiến hữu tới địa điểm tụ họp rồi thông báo: tối ngày mai tôi sẽ thiết đãi các ông một bữa no say luôn nhé, có hàng tươi chất lượng. Các ông mà không thích nữa tôi chịu thua đấy. Trò chuyện thêm một chút thì ai nấy từ giã đi về, trên tay cầm theo ít hải mã khô với đông trùng hạ thảo. Tối đó lão Mùi mơ một giấc mơ kỳ lạ lắm. Lão ta thấy mình đi lạc vào rừng, trời tối đen, không khí thì ngột ngạt rất là đáng sợ. Đang hoang mang không biết là phải làm sao thì có một người xuất hiện. Đó là một người đàn bà bận một bộ đồ vải nâu rộng thùng thình. Tuy dung nhan bên ngoài trông rất là trẻ đẹp, nhưng mà tóc cô ta lại bạc trắng hết cả. Với một giọng nói ôn tồn, cô ta đưa ra một lời đề nghị: nếu ông muốn thoát ra khỏi cánh rừng u tối này thì hãy tha cho mẹ con tôi. Tôi sẽ đưa ông ra tìm thấy nơi có ánh sáng. Nếu không thì ông sẽ phải hối hận đấy, ông có biết không? Hãy tha cho mẹ con tôi. Câu nói vừa như van lơn vừa như dọa dẫm làm cho lão Mùi giật mình tỉnh giấc. Người đổ đầy cả mồ hôi lạnh. Lão ta vuốt trán nghĩ thầm trong bụng: mấy này họp mặt nhậu nhẹt nhiều quá nên đâm ra ảo tưởng mất rồi. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng mà lão ta vẫn lăn tăn về hình dáng của người đàn bà trong mơ. Đồ nâu, tóc trắng, sao trông giống con khỉ ban nãy thế nhỉ? Lão ta cũng nghe nhiều về những câu chuyện các con vật linh tính báo mộng, nhưng mà lão ta lại nghĩ trùng hợp, mơ linh tinh thôi. Như đã hẹn, hôm sau cả nhóm chiến hữu gồm cả lão Mùi là 5 người ngồi vây quanh một cái bàn tròn lớn. Trên đó là các loại hải sản, thịt rừng, toàn là hàng tươi roi rói. Nhậu nhạt một chập, hơi men bốc lên đầu, lão Mùi mới quay ra sau nhà gọi lớn: thằng Đại, đem hàng lên đây cho anh nào chứ em. Từ dưới bếp, một người đàn ông bặm trợn, tay xách theo một cái lồng. Bên trong là con khỉ cái đang mang thai kìa. Nó đã được anh ta tắm gội sạch sẽ và cạo chọc phần đầu. Bây giờ đầu nó đang bị khóa cứng bởi một cái khung sắt, không thể rụt lại, càng không thể dịch chuyển. Gã đàn ông đó mới hỏi lão Mùi: anh Mùi có muốn tự tay khai đao không? Có khi cũng phải thử, xưa này toàn chúng mày làm cho anh, nay để anh thử xem cảm giác ra sao. Gã đàn ông đưa cho lão Mùi một con dao dài, lưỡi sáng loáng, nhìn qua cảm thấy đã muốn lạnh gáy. Gã ta đưa tay chỉ lão Mùi phải nhắm vào đầu mà chém cho dứt khoát. Lão Mùi cũng khá là hồi hộp, mấy lão kia thì giạt qua một bên mà đứng xem chuyện hay. Lão bập môi nhíu mày chặt ngang một phát, con khỉ ré lên e é. Vì do làm lần đầu chưa nhắm chuẩn, với lực tay chưa mạnh nên đường dao đi hơi sâu và chém không đứt hoàn toàn. Gã Đại bạn lão mới nói thế này: lần đầu mà như thế này là tốt lắm rồi anh. Thôi, các anh ngồi xuống đi để em xử lý cho. Gã nghiến răng nhấn mạnh một cái, con dao bén ngót chính thức cắt lìa cái màng hộp sọ của con khỉ. Mấy lão già ngồi xung quanh vỗ tay tán thưởng. Con khỉ đau đớn mặt dại cả ra. Nó vẫn chưa chết, ngồi đó chứng kiến cảnh những kẻ tàn ác thưởng thức bộ óc của mình. Những quả chanh cắt đôi được gã Đại vắt thẳng lên bộ óc còn tươi. Máu thịt gặp nước chanh nhanh chóng tái lại. Vừa đau vừa rát khiến mắt con khỉ long lên. Nó la lên choe choé khi từng cái thìa cắm vào não khoét óc nó. Những tiếng cười vang lên, bọn họ khen ngon khen béo. Nhưng có lẽ Đại vắt hơi nhiều chanh rồi. Thấy tay chân con khỉ bắt đầu co giật nhẹ nhẹ, lão Mùi mới nói với Đại: chú em, mày đem cái bình rượu ra đây cho anh. Đại nghe lời đi nhanh vào trong ôm ra một bình thủy tinh. Bên trong là nửa bình rượu trắng với cả vài cái nấm linh chi. Lão Mùi thấy vậy móc từ trong túi ra một con dao xếp mà lúc nào lão ta cũng mang theo bên mình. Đưa tay mở một mặt của cái lồng lên. Lão Mùi thuần thục lia một đường dao trên bụng của con khỉ xấu số. Từ bên trong lòi ra một cái thứ gì đó đỏ.
Lão ta không gây tay móc ra một con khỉ con, nó vẫn đang chòi đạp. Mặc kệ máu me, lão Mùi vừa cười vừa thả cái con khỉ kèm theo cái bánh nhau vào trong bình rượu, rồi sai gã đại dọn dẹp mà cho anh chỗ này. Lão ta cũng đi rửa tay cho sạch sẽ. Một màn diễn ra trước mắt khiến cho mấy lão kia cũng hơi gợn trong bụng. Mặc dù đây không phải là lần đầu thấy lão Mùi hành động như vậy, con khỉ con bên trong bình rượu đã thôi dãy giụa rồi. Nó nằm co ro như đứa trẻ con, nhìn vừa thấy tội vừa thấy sợ sợ kiểu gì ấy. Nhìn qua cái mớ thức ăn, không lão nào còn tâm trạng mà thưởng thức, chỉ ngồi lại uống rượu khan rồi từ giã đi về. Đêm đó lão Mùi ngủ lại với cô Bổ Nhí. Sau cơn mây mưa tơi bời thì lúc nào cô ta cũng phải trốn vào nhà tắm xả nước thật mạnh rồi nôn ọe bên trong đó, vì cái mùi tanh từ cơ thể, từ hơi thở của lão ta làm cho cô ta không thể chịu nổi. Mặc dầu vệ sinh kỹ càng nhưng mà tanh thì vẫn cứ tanh. Có lẽ do nhiều năm nạp toàn đồ sống, con non của những loài động vật nên cơ thể lão ta toát ra cái mùi tanh tưởi như vậy. Không vì lão ta đầy tiền thì cô ta thèm vào. Rồi lão Mùi lại mơ. Lão mơ thấy mình lại đi lạc, loay hoay không biết đường về. Mọi thứ trước mắt cứ nhòe đi khiến cho lão ta vừa sợ vừa bực. Từ trong bụi cây gần đó có tiếng động sột soạt. Lão nhìn qua thấy là con rắn. Nó sáng ánh lên trong đêm. Nhưng không chỉ một mình nó, mà rất nhiều con như vậy từ khắp nơi bỏ ra tiến về phía lão. Chúng quấn quanh tay chân, cổ của lão. Con nào cũng nhớp nhác máu thịt. Quấn xiết một hồi thì bắt đầu cắn lấy lão. Chúng cắn xé như chút dậy vậy. Lão đau quá là toáng lên, thì đằng xa lại xuất hiện những con vật như chó, mèo, dê. Bọn chúng nhìn về phía lão bằng ánh mắt đầy hận thù, sắc lẹm. Lão càng vùng vẫy, bọn chúng càng tấn công. Những cú đớp, cú húc liên tục làm lão đuối sức dần rồi gục xuống. Sáng dậy, cảm giác cả người lão ê ẩm, uể oải không có muốn rời giường. Nhìn xuống tay chân của mình, từng dấu bầm tím loang ra khiến lão giật mình. Rốt cuộc thì lão đang bị cái gì đây? Lão đi bác sĩ khám, họ nói rằng không hiểu nguyên nhân là gì và dẫn tới hiện tượng xuất huyết dưới da nhiều như vậy. Bởi lẽ kiểm tra cơ thể của lão, nhận thấy lão rất khỏe mạnh, hoàn toàn không có triệu chứng bệnh tật gì. Lão đi nơi nào cũng có một câu trả lời y như nhau và hẹn tái khám nếu như có những biểu hiện khác thường như nóng sốt hay là đau nhức dữ dội. Vậy là lão đành trở về nhà mang theo một nỗi thắc mắc lớn trong lòng. Thấy lão có vẻ lo lắng, bà Thủy mới hỏi: "Sao vậy ông? Có chuyện gì mà tôi thấy ông có vẻ mệt mỏi vậy? Còn tay chân ông bị sao thế kia?" Tôi đi khám mà bác sĩ cũng không biết bị làm sao bà, chỉ bảo về nhà theo dõi thêm." "Ừ, mà ông này, tôi có chuyện muốn nói. Tôi sang Canada chơi với con bé Châu ông nhé. Nó bảo lãnh cho tôi sang đó ít tháng để nghỉ ngơi. Vì giấy tờ làm cho ông thì hơi khó, nên là ông chịu khó đi sau nhé." Ậm ừ vài giây, lão nói: "Tôi sao cũng được, bà cứ đi đi, không sao." Thật ra lão Mùi cũng không thiết tha gì lắm với chuyến đi ấy. Bà ấy sang với con gái ruột thì bà ấy vui chứ nó có thiết tha gì một người bố dượng như lão đâu. Lão có cái thú vui của lão. Lần này bà Thủy đi thì mặc sức cho lão tung hoành. Tính hết trong bụng rồi nhưng lão lại không ngờ tới được sức khỏe mình nó tuột dốc không phanh như vậy. Đêm nào nằm mơ lão cũng thấy lũ rắn với cả lũ chó mèo tranh nhau cấu xé mình. Càng ngày lão càng mệt mỏi, bao nhiêu thuốc cũng không tẩm bổ được. Bà Thủy vừa đi được một tuần thì cô Bổ Nhí thông báo với lão rằng cô ta có thai 2 tháng rồi. Lão mừng lắm, lấy bà Thủy mấy chục năm nay mà không ra được mụn con nào. Giờ may quá, sắp được đứa con dưỡng già rồi. Lão hí hửng hứa với cô ta: "Em ngoan, dưỡng thai cho tốt, sinh cho anh một đứa con bụ bẫm, trai gái gì cũng được. Anh mua hẳn cho hai mẹ con một căn nhà, nhé." Cô ả mừng rỡ ôm xiết lấy lão mà hôn chùn chụt lên cái gương mặt đầy thịt kia. Về phần lão Mùi, lão đang cố nghĩ xem có cách nào để vực dậy sức khỏe hay không. Bao nhiêu thuốc bổ đã dùng rồi,
rượu ngâm bảo thai cũng uống không sót thứ nào. Vậy mà cứ thường xuyên gặp ác mộng, sức khỏe sụt giảm. Biết ông chủ mình đang rầu lo về vấn đề gì, gã đại mới đi tới nói nhỏ vào tai lão mùi vài câu. Hai mắt lão sáng bừng hỏi gấp: "Mày có chắc không đấy? Đừng có mà ăn nói linh tinh nhá." "Chắc, anh cứ tin ở em. Để em đi mua nguyên liệu về hầm nhân sâm cho anh ăn, đảm bảo khỏe ngay từ lần ăn đầu tiên." "Vậy mày đi nhanh đi, tiền đây." Lão móc trong túi ra một xấp tiền đưa cho gã đại. Bao nhiêu năm nay, đại là tên đàn em thân cận của lão. Năm nay gã cũng đã hơn 40 rồi. Có lần gã bị bọn đầu gấu đòi nợ đánh bầm dập ngoài chợ. Chính lão mùi đã đưa tiền mà chuộc mạng cho gã. Vậy nên gã một mực trung thành. Lão mùi muốn cái gì gã cũng bỏ công ra tìm cho bằng được. Lão mùi mà có bực tức việc gì chút giận vô cớ lên người gã cũng là chuyện bình thường. Tối đó, một nồi hầm thơm nước mùi sâm được đặt trên bàn. Lão mùi ngửi qua thích chí gật đầu khen gã đại giỏi. Lão còn múc thưởng cho đại một chén, nhưng đại từ chối. Nói là nó chỉ dành cho những người có sức khỏe yếu mà thôi. Nghe vậy, lão mùi ngồi xuống múc ăn ngon lành. Quả nhiên qua một đêm, sức khỏe của lão có tiến triển. Lão cảm thấy bớt nhức mỏi uể oải. Đêm qua cũng ngủ ngon không mộng mị gì. Lão cho gọi đại tới rồi nói: "Giỏi lắm cho em, từ nay cứ mua về nấu cho anh ăn mỗi ngày. Anh mà lấy lại được sức khỏe thì chú em có thưởng lớn đấy." "Ấy anh ơi, cái này là đại bổ, người bình thường mỗi tháng ăn có một lần thôi, không ăn mỗi ngày được đâu." "Ờ, vậy thì cứ một tuần cho mày nấu một lần cho anh đi. Anh muốn mau hồi phục nên phải ăn nhiều hơn người ta chứ." Đại thấy lão phấn khởi thì cũng vui lây. Từ đó đảm nhiệm luôn việc nấu đồ bổ cho lão. Lão cố sức ép mình phải khỏe để còn chờ đứa con nhỏ chào đời. Ngoài lo cho mình ra thì cô bổ nhí được lão cưng như trứng, muốn gì có nấy. Mới có 3 tháng mà cô ả đã xài bay hết một cửa hàng của lão rồi. Lão không tiếc tiền, chủ yếu là con lão khỏe, mẹ nó vui là được. Hôm đó cô ả lại ỉ ôi: "Anh nè, đến khi em sinh xong, anh mua cho em một chiếc vòng cổ đính xoàng nhé, em thích lắm ý." "Rồi rồi, chỉ cần 2 cục cưng của anh khỏe mạnh, cái gì anh cũng chịu. Thôi, em ở nhà anh đi có chút việc nhé." Lão mùi đang muốn đi thăm nom cửa hàng, vì mấy nay lão toàn lo chiều bổ nhí, ăn chơi không có lo làm ăn gì cả. Lão nghĩ bây giờ lão đã quá nhiều tiền rồi, bao nhiêu cái cửa hàng, bao nhiêu cái chi nhánh này có mà nuôi lão cả đời. Bà vợ già suốt ngày chỉ biết làm từ thiện, bây giờ thì xuất ngoại mất rồi. Còn mỗi mình lão, không tiêu xài thì để cho ai. Lão chỉ để dành cho con lão một căn nhà thôi là đủ. Không biết lão suy nghĩ quá đơn giản hay là lão quá chủ quan tin tưởng vợ mình. Lão đâu biết trước được. Trước khi đi, bà Thủy đã ký giao hết tất cả doanh nghiệp của bà lại cho đứa cháu ruột điều hành, chỉ để lại cho lão căn nhà với một cửa hàng duy nhất. Mà cái cửa hàng duy nhất kia chính là cái cửa hàng mà lão tiễn đi hôm nọ. Khi biết được sự thật, lão như từ trên mây rớt xuống. Trước này, lão đâu có biết gì về kinh doanh, toàn là bà Thủy làm thôi. Lão sực tỉnh, chắc là bà Thủy đã tính nước đi này lâu lắm rồi. Hèn gì bà ta chỉ chừa mỗi một cửa hàng bán lẻ cho phép lão đứng tên. Còn bao nhiêu bà ta gom lại thành một chuỗi cửa hàng đứng tên của bà ta hết. Bà ta nói làm vậy sau này có động gì tới giấy tờ cũng dễ giải quyết. Bây giờ lão hiểu được thì cũng đã quá muộn rồi. Lão trở về lại nhà lục tìm mọi ngóc ngách xem bà Thủy có đem hết tiền bạc hay không. Vẫn may mắn là trong két sắt vẫn còn một số tiền lớn. Ít ra bà ta cũng chừa cho lão một con đường sống. Lúc khép cửa két sắt vô tình lão nhìn thấy trong góc có một lá thư tay. Bà Thủy vẫn luôn giữ thói quen này suốt bao nhiêu năm. Có cần nói gì khi đi xa là bà ta hay viết thư để lại. Trong lá thư, bà ta ghi ngắn gọn vài dòng: "Căn nhà với cửa hàng tôi để lại cho ông dưỡng già. Hy vọng ả bổ nhí đó chịu đứng ra chăm ông khi ông đau yếu, chứ không bỏ ông mà đi với số tiền lớn trong tay. Tôi không thể sống đến cuối đời với một lão già bệnh hoạn, ác độc và tanh tưởi như ông. Bao nhiêu năm nay tôi biết hết, chỉ là chưa phải lúc mà thôi. Chào ông." Lão mùi quăng bức thư một bên, ngồi bệt dưới nền khá lâu.
Lão không trách bà Thùy mà cảm thấy sợ. Không nghĩ là bà ta đã biết hết những chuyện lão làm mà vẫn có thể chịu đựng nhẫn nhịn lâu như vậy. Lão tưởng lão khôn che giấu được hết, ai mà ngờ. Cứ mang theo suy nghĩ đó, lão đi thẫn thờ trên đường. Bất chợt có chiếc xe máy do thằng thanh niên lái, không biết có việc gì gấp mà nó chạy bạt mạng, tông trúng lão mồi một phát, cứ ngỡ là theo ông bà được ngay. Thằng chạy xe máy khẳng định nó chạy nhanh thật, nhưng quan sát rất kỹ, không hề thấy lão nên mới tông trúng người như thế. Người dân chạy ra xem xét tình hình, thấy chân lão máu me be bét thì mau mau chở lão tới bệnh viện. Lão bị gãy xương cẳng chân, phải bó bột rồi nằm viện vài ngày để theo dõi vì lão cũng đã có tuổi rồi. Cô Bổ Nhí vác cái bụng ẻ ạch lên viện khóc lóc rồi lại trở về nhà. Phần chăm sóc lão giao lại cho gã Đại. Một tuần sau xuất viện, lão Mùi cũng gọi cô Bổ Nhí về luôn nhà chính của lão mà ở, không ở nhà mướn nữa. Tuy đã bớt mệt, nhưng lão đi lại khó khăn lắm, lúc nào cũng phải chống nạn. Biết kinh tế mình eo hẹp, dạo này gã Đại nói lão đưa tiền đi mua nguyên liệu hầm canh thì lão không đưa nữa. Lão giả vờ nói rằng tao hết mệt rồi. Thời gian đó là thời gian kinh hoàng đối với lão Mùi. Lão gặp ác mộng liên tiếp, lần này không chỉ là các con vật mà lão còn mơ thấy rất nhiều đứa con nít vây quanh khóc lóc, lôi kéo. Đứa nào cũng khóc một câu: sao ông ăn con? Đau quá đi, đau quá. Tiếng khóc lóc như xé mạng nhĩ của lão. Lão sợ tới nỗi không dám ngủ nghỉ. Cành thai nhi hầm sâm mà tuần nào gã Đại cũng hầm cho lão ăn, bây giờ bắt đầu có hiệu quả rồi. Chính là khiến cho tụi nhỏ hiện lên đòi mạng lão, làm cho lão sợ mất mật. Xưa này lão ít tin tâm linh, nhưng lần này đích thân lão lại bắt Đại chở lão đến gặp bà thầy, ông thầy nào cũng được, miễn sao có thể giải quyết triệt để vụ này. Cuối cùng gã Đại chở lão tới chỗ một ông thầy, nghe nói là cao tay ấn lắm. Thầy nhìn một lượt từ trên xuống dưới lão rồi phán: ông làm đồ tể à? Sao thầy biết? Ôi dào ôi, hỏi câu dư thừa. Này nhá, trên người ông vong vía bám dày đặc từ động vật cho tới trẻ con. Mà ông làm kiểu gì để trẻ con nó bám ghê vậy? Lão Mùi không biết trả lời làm sao, chỉ có thể khẩn khoản xin thầy giúp dùm. Ông thầy lắc đầu: không ai giải quyết được chuyện này đâu. Là do nghiệp của ông thì tự ông gánh lấy. Toàn là oan gia đòi mạng ấy. Lão Mùi nghe tới đâu, điếm người tới đó, chỉ còn biết cách tự trấn an mình mà thôi. Lão về nhà tâm trạng bối rối vô cùng, lại thêm đi đường xa nên mệt mỏi nằm ngủ thiếp đi trên sofa. Đang ngủ thì lão thấy người đàn bà ấy lại xuất hiện. Cái người đàn bà mặc áo nâu tóc bạc, rõ ràng là bà ta không xuất hiện lâu rồi mà. Lão chưa kịp nói gì thì bà ta quay người lại. Trên đầu bà ta bị mất một mảng xương sọ, máu chảy tràn xuống mặt mày. Hai mắt bà ta mở trừng trừng nhìn kinh khiếp vô cùng. Bụng còn bị phanh ra, ruột gan sổ ra ngoài lòng thòng. Bên trong ổ bụng trống hoác của bà ta đột nhiên động đậy. Có một cái thứ gì đó từ bên trong chui ra, là một đứa trẻ con. Nó bỏ lóc ngóp ra ngoài rồi trèo lên vai mẹ nó, ngồi đong đưa hai chân. Giọng cười rin rít của nó thật khó mà chịu đựng nổi. Lão Mùi bịt tay lại thì tiếng cười của nó lại vang lên trong đầu. Người đàn bà đó lên tiếng làm cho lão Mùi khựng lại thôi nhăn nhó: xuống bếp, nhanh lên, có chuyện vui để xem kìa. Nghe tới đó lão Mùi mới choàng dậy, như là có ai giật kéo người lão vậy. Lão nhìn quanh quất, không thấy Đại cũng không thấy cô bồ của lão đâu. Lão ngờ ngợ câu nói của người đàn bà đó nên quyết định đứng lên đi thật khẽ khàng xuống bếp. Đi gần tới bếp, lão nghe có tiếng động, tiếng cười nói nhỏ nhỏ: nào, anh hư quá, lão mà phát hiện là chết cả nút đấy. Em cứ lo, lão ngủ như chết trên kia rồi. Bao nhiêu lâu nay lão còn không biết được thì em nghĩ bây giờ lão biết kiểu gì. Lão Mùi nấp sau bức tường ngó xuống, thấy Đại đang rút vào ngực à Bổ Nhí của lão. Bà máu sáu cơn, lão không còn biết đau đớn là gì, chống nạng gấp gáp chạy xuống để đánh Đại. Lão ồn ào nên cả hai phát hiện từ sớm.
Đại né hết mấy cái vung gậy của lão. Đại thì tỉnh bơ, còn lão thì thở lên hồng hồng. Bây giờ không cần cả hai thú nhận thì lão vẫn biết đứa con trong bụng không phải là con của lão. Lão mùi chỉ tay ra sân: chúng mày biến khỏi mắt ông, biến đi. Thôi nào ông già, giờ biết nhau quá rồi thì thôi, chốt hạ luôn đi cho nhanh. Hai chúng tôi sẽ đi, nếu như ông chịu khai ra tiền bạc ông giấu ở đâu. Ông nhìn lại đi, ông chạy không thoát chúng tôi đâu. Lão mùi không chần chừ, mau chóng đứng dậy cố gắng chạy đi, miệng la thất thanh: làng nước ơi, cứu tôi với, cướp, cướp. Chỉ trách ngôi nhà lão xây to quá, xa đường quá, sân lại rộng. Dầu cho lão lan nát cả cổ họng thì cũng không ai cứu được lão. Gã đại đi tới giật lấy cây nạng trong tay lão vứt đi, xô lão té ngửa trên sàn. Đầu lão đập thẳng xuống nền, nghe choáng váng mất một lúc. Đại vẻ mặt điềm nhiên, tử tốn nói với lão: trách là trách lão ác ôn quá. Bao năm nay tôi làm việc cho lão, tôi buồn nôn chết khiếp. Lão kinh thật đấy, phải công nhận điều đấy. Lão biết tại sao hai chúng tôi phải nhẫn nhục chịu đựng không? Vì tiền đấy. Giờ thì khai ra tiền giấu ở đâu? Lão vẫn khăng khăng không nói. Đại trề môi, rút từ trong người ra con dao bấm, kề sát vào đùi lão, rồi bấm nút. Một tiếng, lão gào như điên vì đau. Đại cười, lão cũng biết đau. Nhớ mấy lúc lão hành hạ động vật thấy lão vui ra phết chứ đùa. Lão mùi thì cố chấp, đại thì bạo gan. Hỏi đến câu thứ 10 mà lão vẫn không chịu khai ra. Dưới nền đã vương vãi vài miếng thịt trên đùi của lão. Lão mùi lúc này có lẽ say máu rồi, không còn sợ đau nữa. Lão thì thầm thốt ra vài con số. Đại không nghe, ghé sát tai vào thì bị lão cắn cho một phát sứt một mảng lớn. Đại cuống cuồng lấy đồ bịt tay, còn lão thì vừa cười khành khạch vừa nhai nhóp nhép cái thứ vừa cắn được. Lúc đại quay lại thì đã điên tiết lắm rồi, liên tục đá vào bụng, dẫm lên cái chân gãy của lão. Lão đau quá mới đọc ra dãy số của két sắt. Đại mừng lắm, chạy lên để mở. Nhưng két này phải có chìa khóa lẫn mật mã. Đại lại phải quay xuống lần nữa. Lần này gần như là mất hết kiên nhẫn. Lúc đại vừa xuống tới nửa cầu thang thì lão móc ra cái chìa khóa, dứt khoát bỏ vô miệng nuốt xuống. À bổ nhí thấy vậy thì chạy lại giằng co, bị lão dùng cái chân nguyên vẹn đạp vào bụng, ngã qua một bên mà lăn lộn. Đại hóa rổ lao tới bóp chặt cổ của lão mùi, nhưng lão đã thật sự nuốt mất chìa khóa rồi. Mặt đại lúc này muốn dại đi bị cơn điên tiết. Gã dứt khoát đâm một dao vào bụng lão mùi, rồi rạch một đường. Lão rú lên rồi sẫy đầy đại. Đại mặc kệ, điên cuồng mò mẫm bên trong để tìm lấy dạ dày mà lôi ra. Từng hành động của gã diễn ra là kéo theo từng cơn co giật vì đau của lão mùi. Lấy dao rạch dạ dày kẻ trước mặt, kẻ từng là ân nhân của mình. Khi tìm được chìa khóa, lấy được tiền cho vào bao rồi, quay trở xuống thì đại giống như hồi tỉnh. Trên nền nhà be bét vết máu của lão mùi. Xác lão nằm ở đấy với chi chít vết dao và bụng bị phanh ra, nội tạng hầu như bị moi ra gần hết. Kế bên là ả người tình của gã. Ả đã lết ra gần tới cửa, máu kéo một vệt lớn phía sau. Ả cũng gục rồi. Máu nhiều vậy chắc đứa nhỏ cũng không còn sống nổi. Gã cầm bao tiền trên tay, không biết mình sẽ phải làm gì tiếp theo. Đang đứng tần ngần thì có ai đó đẩy cổng bước vào sân kêu lớn: bác Mùi ơi, bố cho Bảo sang nói với bác. Là thằng nhóc nhà đối diện. Nó vừa đi vừa nói thì bất thình lình bị đại từ trong nhà lao ra định tóm lấy nó. Sức trẻ mà, dầu sao đại cũng đâu thể đuổi theo kịp bọn nó. Thấy bộ dạng của đại, nó sợ chết khiếp, chạy ra đường lớn hô hoán. Đại nhân dịp thì chạy luôn, nhưng chưa chạy được bao xa đã bị khống chế. Nhìn cái cảnh bên trong ngôi nhà, ai cũng rùng mình khiếp sợ. Có bà không chịu nổi lết ra ngoài luôn vì choáng váng. Mọi sự vỡ lẽ ra. Nghe thuật lại lời khai của đại,
người ta không biết nên đánh giá câu chuyện ra sao. Chỉ có thể nói là ác giả ác báo, gieo nhân nào gặt quả nấy. Căn nhà của lão Mùi từ đấy cũng bỏ hoang cho tới khi mục nát, vì không ai có đủ can đảm lưu lại một nơi đã từng có quá khứ đầy kinh khiếp như vậy. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn quý vị đã theo dõi và đồng hành cùng Duy Thuận xuyên suốt từ đầu câu chuyện đến bây giờ nhé. Cũng xin cảm ơn tác giả Quỳnh đã gửi một câu chuyện rất hay và ý nghĩa về cho nhà ma. Quý vị có cảm nghĩ gì về câu chuyện này thì bình luận xuống bên dưới để chúng ta cùng nhau chia sẻ và trao đổi ý kiến nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị. Chúc tất cả quý vị ngủ ngon. Nhớ like, share và đăng ký kênh ủng hộ cho Duy Thuận và toàn bộ ekip nhé.